Thưa quý vị, đây là tuyến đường DT759 đoạn từ Ủy ban nhân dân xã Phước Tân đến thôn Bầu Đĩa, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước với mặt đường liên tục phải chấp vá dù mới được nâng cấp. Theo người dân sinh sống ở thôn Bầu Đĩa thì chỉ trong vòng 3 tháng sau khi việc nâng cấp mở rộng đường hoàn chỉnh, đơn vị thi công đã nhiều lần phải thực hiện việc vá đường. Hàng chục miếng vá lớn nhỏ xuất hiện nhan nhản trên mặt đường còn chưa kịp đổi màu. Thậm chí tại đây đã có không ít miếng vá được đơn vị thi công vá đi vá lại, nhưng rồi đâu lại vào đó. Chất lượng của con đường gần 30 tỷ đồng này khiến người dân ở xã Phước Tân bức xúc nghi ngờ. Bởi sau nhiều năm chờ đợi, mỏi mòn, người dân mới có con đường mới để lưu thông. Nhưng niềm vui chưa lâu thì lại phải tiếp tục với nỗi khổ vì đường. Mặt đường đã không còn sự bằng phẳng của một con đường mới. Những lớp đá mi nằm rải rác khắp mặt đường, lấn hành lang, ổ gà xuất hiện nhiều hơn và lại sâu hơn sau mỗi trận mưa lớn. Tình trạng xuống cấp đang gây cản trở và là mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cái nhựa này mới vừa đổ xong là một thời gian ngắn sau là bắt đầu là ngay địa điểm này là xuất hiện một cái vết lún, thì sau đó người ta cắt, người ta bán ngay cái chỗ này trước à, thì không được mấy bữa đó là bắt đầu là lại bong tróc lên, là cứ thế là cứ moi lên rồi vá xuống thôi chứ không có lưu dần cái lớp ở dưới. Nhưng mà đến cái lần này là lần thứ tư hay thứ năm gì đó là có đào sâu xuống khoảng chừng 20 phân rồi có xe lưu rung người ta đi qua là rung. Sau bắt đầu rồi ăn vá đây là cỡ thì chắc có lẽ là vì do cái dịch Covid vừa rồi đó. Là từ đó đến nay là mình luôn không có thấy có ai đi tới đi lui giám sát hay là bất kỳ một cái gì nữa. Dân chúng ở đây mấy chục năm mong mỏi với được một con đường. Mà bây giờ con đường lại như thế này thì mong mỏi chính quyền cũng như các cấp xem xét lại cho dân chúng tôi được nhờ. Nhiều ổ gà dân đã bị té là do nơi... Cái nhựa đổ đường này coi thế là không có nhựa mà chỉ có đá pha trộn chút xíu nhựa thôi, đổ rồi cán lên xe, cán thì xe lưu thì lưu sơ sơ khoảng chừng 2-3 đợt ngắt rồi thôi không lưu nữa, tâm tử cho đó cái nhựa nó không được kết gắn lại với nhau nên xe đi ngắt là rột. Xã Phước Tân là xã xa nhất của huyện Phú Riềng, là điểm đầu tiên trong tuyến đường DT759, tính từ hướng ngã ba Bù Na, huyện Bù Đăng đến thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Dù nằm trên tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Phước, nhưng những năm qua do chất lượng đường kém, khó khăn trong đi lại, nên việc giao lưu kinh tế của bà con trong xã còn nhiều hạn chế, đời sống bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc đường được nâng cấp mở rộng đã mở ra bức tranh tươi sáng hơn cho người dân Phước Tân. Nhưng với chất lượng đường như hiện nay, nếu không có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan và sự điều chỉnh của đơn vị thi công, thì điệp khúc, vá, lắp sẽ mãi tiếp tục. Thậm chí hình ảnh đường xấu vì ổ voi, ổ gà của nhiều năm về trước sẽ lại xuất hiện. Khi ấy nỗi khổ và sự hiểm nguy sẽ thuộc về bà con xã Phước Tân và những người tham gia lưu thông qua đây.